Chào các anh em đang xem miền Tây Sola. Nay là tối ngày thứ hai, ngày 16 tháng 5, 2022 ha. Thì mình lại tiếp tục gói đèn nha. Giờ mình gói tới cái JD8300L 1.450.000 cái anh em. Hàng lô 1 nha. Gửi chú Sơn ở đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai ha. Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai. Cảm ơn chú Sơn rất là nhiều. Chú Sơn lần đầu mua hàng thôi. Ban đầu là chú chọn cái UFO ngàn, sau đó chú đổi qua cái này. Thì nói chung là nếu mà anh ta đã quyết định mua cái JD 8300L thì người ta cứ an tâm mà mua hàng nha. Chúng ta không có sợ thất bại nha anh em. Tại vì cái đèn này là cái đèn JD loại 1. Giá của nó thì 1.450.000 thì hơi đắt đó, hơn 1 triệu là hơi đắt. Nhưng mà cái chất lượng nó mang lại là rất là ok nha. Thì cái đèn này trên kênh bán rất là nhiều rồi, cho nên mình không nói nhiều chứ anh em cũng biết ha. Cái cọng dây này dài là 3-4 mét gì đó, 3,5 mét 4 mét gì đấy. Rồi cái tấm pin này là tấm pin 55W ha, tấm pin của hàng loại 1 nha, của CD loại 1 nè, tấm pin 55W đó, tấm pin 55W ha. Bộ pin lưu trữ là 40 mAh và nó có 696 SMD 5730 nha, 696 con SMD 5730. Độ sáng của nó thì rất là ok luôn. Và nó bữa nào ngày nắng đàng hoàng thì nó cháy sáng cả đêm là chuyện bình thường nha anh em. Vỏ của nó là vỏ nhôm 100% ha. Và cái đèn này rất là to nha anh em. Đèn rất là to. 8300L ha. Giá là 1.450.000. Đấy. Hàng rất là ok cho nên là anh em mua cái này an tâm. Giờ mình sẽ test cái remote ha. Ta bấm auto này. Auto nó cháy lên. Bấm on này. Đấy. Em thấy nó cháy rất là sáng. Thì hiện tại ban đêm là ánh sáng nó thấy vậy thôi chứ thực chất là nó còn rất là ok khi mà chúng ta đem ra ở ngoài mà cái khu vực tối anh em. Đó, cái độ pha và độ phủ rộng của nó là hàng trăm mét vuông nha. Và nó rất là sáng. Anh em nào đam mê thì cứ liên hệ mình ha. Qua Zalo 076 687 4311. Đó, bữa nay mình cũng gói hơi nhiều cho nên hơi đuối anh em, cho nên mình quay video giới thiệu sơ thôi. Mình nhắc lại cái đèn này mình gửi cho chú Sơn ha. Ở Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai ha. Giờ mình sẽ gói thiệt là kỹ, thiệt là chuẩn chỉ để gửi cho chú nha. Cảm ơn chú rất nhiều. Chú lần đầu tiên mua hàng nhưng mà chú mua hàng rất là nhanh. Cứ nhắn tin qua Zalo, 1-2 tin nhắn là chú chốt hàng. Và chú cho mình số điện thoại và địa chỉ cũng rất là nhanh luôn. Chú coi coi trên YouTube chắc rất là kỹ rồi ha. Cảm ơn chú rất là nhiều ha. Xin chào anh em ha. Anh em nào mua liên hệ Zalo 076 687 4311 nha. Đó, anh em hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo nha. Xin chào anh em.